Công ty Sanford là một công ty dược đã có kinh nghiệm truyền thống lâu năm nên đã mạnh dạn đã ứng dụng cái kết quả nghiên cứu của đề tài chúng tôi vào cái sản phẩm sâm Kỳ Vương. Cái sản phẩm Kỳ Vương này là thừa hưởng cái kết quả nghiên cứu của đề tài là ra được cái chiết sâm cao. Sâm cao thì đã ra một cái loại thuốc sâm Kỳ Vương để đáp ứng được cái kỳ vọng của rất nhiều những quý ông đang gặp vấn đề rắc rối về sức khỏe sinh lý. Thì cái sâm Kỳ Vương này thì là xuất cũng có nguồn gốc bằng cái dịch chiết sâm cao của trong sản phẩm sâm Kỳ Vương là có xuất xứ là có nguồn gốc có được chiết xuất bằng công nghệ tiên tiến đã loại bỏ được các độc tố để đưa ra được cái những hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe là cường dương, tăng cường sinh lực nam giới. Cái kết quả này không những đáp ứng được cái sự mong muốn của nhiều cái đấng nam nhi mà còn đem lại cái hiệu quả kinh tế nhất định cho vùng trồng nguyên liệu của đồng bào dân tộc tỉnh Hà Giang. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.